Encore, je n'ai pas là les garés là. Mais si, en plus, je l'ai vu passer quand elle est vers toi, j'ai pas le temps de garer. Đây là chợ chợ Maxi Noel nha cả nhà. Bữa nay thì người ta cũng còn dọn bán nữa nha. Bán cho tới Tết. Để quà cả đô cả nhà. Để cho em bé ngồi chơi đó. Đang đứng ở trước mặt Mary với cái cây Sapa Noel nè cả nhà. Cái Sapa Noel cao ghê không? Đó là con vịt tiết. Bên kia là người ta bán đồ. Đây cả nhà, chỗ ông già Noel. Này, ông già Noel đang đánh chiếc xe của hai con nai. Này, ông già ngồi đánh xe hai con nai. Đây là mình đang đứng trước cửa của Mary cả nhà. Đây là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sinh ra là ngày 24, đêm 24 nha cả nhà. Đức Chúa Trời mới sinh ra. Đó. Đức Chúa Trời vừa sinh ra đêm 12 giờ đêm 24 nha cả nhà, đang nằm trong cái nôi nha. Ở trong hang đá. Đây là con gấu, ba con gấu.
mẹ Maria và Đức Chúa Trời đang nằm ở trong tủ. Bài bán đồ Noel với Tết đó cả nhà, Nouvelon á, hôm nay là hạ giá là 50% nha cả nhà. Nhưng mà ở trong á thì mình không có vô quay được, tự vì ở trong thì có nhạc, mình không có quay. Giờ mình ra khỏi chợ Maxi Noel này. Đối diện với lại tòa thị chính ở Maria Camre. Ở đây là tiệm giày Aram nha cả nhà. Tiệm giày Aram. Thì giày này giày của mùa hè mùa lạnh nha cả nhà. Tất cả giày của mùa đông. Hôm nay là son 30% và 20%. 50%. Tháng 1 bắt đầu là nó son rồi cả nhà. Tháng 1 là nó son D. Là đồ hạ giá đó cả nhà. Không biết Việt Nam có không. Chứ bên này nó hạ giá, nó son cho tới tháng 2. Năm nay nó ra kiểu dài không đẹp không nha cả nhà. Ở trong thì nó có nhạc, mình không có vô quay được, chứ người ta cũng không có cho mình quay, cho nên mình đứng ở ngoài mình quay vô. Năm nay loại dài của mùa đông là nó không được đẹp gì hết, vở sách cũng không được đẹp luôn. Mà tới 45 đồng một cái vở sách đó đó. Không được đẹp, da cũng không tốt. Vậy hai cái nón, một cái màu vàng, một cái màu bạc đô. Thì 15 đồng một cái. Ở nhà mình ăn bánh không? Đây. Bánh ngọt. Đủ thứ bánh ngọt hết nha cả nhà. Bên đó luôn. Cửa hàng bán bánh ngọt nha cả nhà. Bánh này ngon lắm nha. Ai ăn bánh? Còn đây là tiệm bán dầu thơm. Này. Cái hộp này nó khác hơn cái hộp của mình mua. Hộp
đủ thứ màu hết nha cả nhà. Cái này thì màu phấn, màu phấn, màu má hồng, màu mắt, nhưng mà nó không đẹp bằng của mình, nó ra kiểu này không đẹp. Nhỏ dầu thơm, dầu thơm thì cái chai tím tím này á nó khác với của mình, 119 euro. Bên đây là chai nhỏ xíu nè mà 114 euro. Cái hộp trang điểm thì 15 euro. Đây là cái hộp này 149, 30 euro son tim. Thì mình quay cho cả nhà mình cùng xem cái tiệm bán dầu thơm mà mình thường mua. Cái mình mua ở đây là nhiều nhất, tại tiệm này là tiệm lớn của Camre, tiệm dầu thơm lớn nhất mà mắc hàng nhất nha. Để bây giờ mình vô mình coi cái hiệu dầu thơm của mình coi coi có không. Chào cả nhà hết nha.